nghệ sĩ nhân dân bạch tuyết tôi hốt hoảng kinh hoàng tưởng như sắp chết mới đây tại chương trình lần đầu tôi kể nghệ sĩ nhân dân bạch tuyết đã tâm sự về chuyện bị bắt cóc trong chuyến lưu diễn ở nước ngoài gây chấn động một thời tôi hốt hoảng kinh hoàng tưởng như sắp chết thời gian gần đây rất nhiều người gặp tôi đòi kể lại chuyện tôi bị bắt cóc khi đi diễn tại nước ngoài tôi thấy câu chuyện này quá xưa rồi mà vẫn nhiều người muốn nghe họ nghe người nọ nói qua người kia nhưng muốn chính tôi kể lại đó là chuyến đi bảo táp nhưng tôi rất muốn đi và được quay lại thì vẫn đi. Chuyến đi đó không thể không có trong cuộc đời. Lúc đó tôi hốt hoảng kinh hoàng tưởng như sắp chết nhưng cũng có lúc vinh quang không thể tưởng được. Đặc biệt khi tôi tới Paris, mọi người đón chào tôi rất nhiệt liệt. Bà con mình bên đó ai gặp tôi cũng ôm hôn rồi khóc bảo chúng tôi thương bạn vô cùng bạn đã chiến đấu rất anh dũng tôi biết mình chiến đấu cái gì chỉ biết rằng mình phải đi và phải trở về nếu không về tôi không thể gặp được gia đình con cái như thế thì khổ lắm con tôi ngày đó vẫn còn nhỏ nữa nghệ sĩ nhân dân lệ thủy bảo tôi em đâu phải bỏ chồng theo con được có sống chết thế nào cũng phải về chị ạ à. nghệ sĩ nhân dân ngọc Dầu cũng nói tôi sống ở việt nam thì phải về việt nam chứ ở đây tôi hát cả lương với ai chồng tôi mời cả thầy dạy bỏ về Thời điểm đó là vào năm 1984, thành phố nhận được lời mời thứ năm nước Tây Âu để cho các nghệ sĩ tới biểu diễn. Tôi là một trong những nghệ sĩ được đi lưu diễn vào đợt đó, cảm thấy có phước vô cùng. Tất cả các nghệ sĩ đều được đi, thuộc hàng xuất sắc. Đặc biệt, bên Cải Lương đều tuyển chọn những ngôi sao hàng đầu như nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải. Tuy nhiên tình hình nước ngoài khi ấy vẫn đang rối ren, không ai biết trước sẽ như thế nào nên mọi người khá lo lắng. Ông xã tôi còn mời cả thầy dạy võ cho tôi trong lúc tôi tập tuồng. Tôi gạt đi, bảo: "Còn có tháng nữa là đi rồi, biết gì đâu mà học võ, làm sao học nổi?" Ông xã tôi nói: "Học võ không phải để đánh người mà học võ để có được phản xạ rất nhanh. Không ai nói trước được chuyến đi này sẽ như thế nào, nhưng tôi muốn em phải có phản xạ nhanh để thích nghi trong mọi điều kiện, thế là tôi học võ để lưu diễn."